Nhằm nâng cao chất lượng chiến đấu của lực lượng vũ trang tại các xã phường thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Ninh Bình và huyện Gia Viễn vừa tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ giai đoạn 1 năm 2021. Trong thời gian từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3, gần 100 chiến sĩ dân quân thuộc cụm địa bàn an toàn làm chủ số 4, gồm các phường Ninh Sơn, Ninh Phong và xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, sẽ được trang bị kiến thức về tình hình quốc phòng an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, quan điểm chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, đồng thời được huấn luyện quân sự về điều lệnh đội ngũ, tháo lắp súng, bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn và các tư thế vận động chiến đấu cơ bản, đảm bảo huấn luyện đúng đủ nội dung, thời gian, quân số, đạt 100%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện được giao. Năm nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Viễn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị huấn luyện theo phương châm cơ bản thiết thực, chất lượng, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính, huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, khí tài hiện có, làm chủ vũ khí trang bị khí tài hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với huấn luyện chiến đấu và xây dựng chính quy. Tập trung huấn luyện cho dân quân tự vệ nắm và hiểu rõ về chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.